Trường hợp lộn bánh xe trên đường mà không tìm được một gara nào, hoặc dù có tìm được một gara nhưng mà các bạn vẫn sợ vào gara đó vá một lỗ nhưng mà thành 4 đến 5 lỗ. Đừng lo, đã có bộ vá lốp khẩn cấp của ô tô Việt Nam. Như các bạn đã thấy thì hiện tại là cái bánh xe của chiếc Navara này nó mới vừa bị cán đinh. Và khi các bạn mà chạy xe trên cao tốc hoặc là đi trên những cái đường quốc lộ, thì khi mà xe bị cán đinh thì cái này nó sẽ bị ghim vào và cái lớp xe của chúng ta nó sẽ bị non. Nếu mà xe của chúng ta mà không có cảm biết ốc sức lớp và không biết được cái bánh xe non, thì khi cái bánh xe nó mềm thì các bạn mới có cảm nhận được. Thì khi mà ví dụ như là chúng ta bị cán đinh như thế này thì làm sao mà để phát hiện ra cái vị trí của cái đinh? Thì ở đây thì các bạn có thấy không, khi mà chiếc xe mà cán đinh như thế này, khi mà cán vào á, thì cái tiếng xì của nó rất là lớn. Còn nếu mà đối với những trường hợp mà chúng ta không thấy được, không nghe được tiếng xì á, thì chúng ta sử dụng một cái bình này là cái bình để lau kính. Thì các bạn chỉ cần dùng cái bình này và xịt vào. Thì cái xe trên xe thì cũng nên chuẩn bị cái bình này để chúng ta lau kính của chúng ta trước khi mà di chuyển xa. Thì khi mà xịt vô nè, các bạn sẽ thấy nè, đó, nó có nổi xì bọt lên. Đó, thì hiện tại là cái lớp này của chúng ta đang bị xì, đang bị cán đinh. Thì đối với những trường hợp mà khi các bạn đi tỉnh hoặc là đi trên cao tốc thì khó mà để tìm ra được những cái vị trí mà ví dụ như là vá lớp khẩn cấp hay là những cái ra nào vá. Nếu mà không an tâm thì ở đây chúng ta sẽ có một cái bộ là bộ combo vá lớp khẩn cấp của ô tô Việt Nam. Thì đầu tiên thì đã xác định được cái vị trí của cái đinh này rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ dùng cái kìm để giật cái đinh này ra. Thì sau khi mà giật cái đinh ra thì chúng ta sẽ có một cái bộ là bộ vá lốp khẩn cấp của ô tô Việt Nam. Thì ở đây thì chúng ta sẽ có những cái đầu vít. Ở đây thì cái lỗ này của tài thấy là nó khá là to, thì chúng ta sẽ dùng cái vít to này để vặn vào. Thì trên mỗi cái đầu vít này nè, nó sẽ có một cái chất keo. Cái lớp keo này nó sẽ bám vào cái vỏ của chúng ta. Đây chỉ là cái vít vá khẩn cấp thôi nha. Và sau đó thì chúng ta sẽ đi ở một cái cửa hàng hoặc là một cái ra uy tín nào đó thì chúng ta để đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ xác định được rồi, thì chúng ta sẽ vặn cái ốc này vào. Rồi, ngay tại đây các bạn còn nghe cái tiếng xì nữa không? Nó xì rất là nhiều luôn nè. Bây giờ khi mà chúng ta vặn cái ốc của chúng ta vào nè, thấy nó hết nghe tiếng xì chưa? Đó. Càng vặn vào thì nó càng hết nghe nè, đó. Chúng ta vặn cái vít vào. Và sau khi các bạn vặn cái vít vá lốp khẩn cấp vô tô Việt Nam vào thì nó đã hết xì. Thì để đây. Và chúng ta sẽ bơm cái lớp này lên để bắt đầu chạy tiếp. Mà sau khi chúng ta vặn cái vít vá lốp khẩn cấp vào thì chúng ta dùng cái bộ bơm lớp của ô tô Việt Nam bắt đầu bơm lên. Thì ở đây chúng ta sẽ bật lên coi thử. Thì các bạn thấy không? Cái theo thông số kỹ thuật của cái lớp xe này nè, thì hiện tại là cái lớp này bình thường nó là 2,4 kg, nhưng mà hiện tại là do nó bị xì và non cái lớp của chúng ta. Hiện tại cái ký của chúng ta là 1.853 thì là bằng 1,85 kg á. Thì bắt đầu chúng ta sẽ set cái này lên. Ở đây nó có cái nút tăng giảm nè, thì chúng ta sẽ set cái ký này lên. Đây là 2,4 kg nè. Ví dụ như là nếu mà đối với những cái xe mà giảm ký xuống, ví dụ như chúng ta set 2,35 kg nè, thì đối với hoặc là 2,2 kg nè, hoặc 2,3 kg hoặc là 2,2 kg nè, đó, chỉ cần tăng giảm thôi. Còn ở đây thì cái ký của chiếc xe này là 2,4 kg. Chúng ta nhớ chọn cái chế độ là xe ô tô nha. Rồi bắt đầu là bấm cái nút nguồn này nè để chúng ta bơm lên. Rồi các bạn thấy đó, thì cái bơm của ô tô Việt Nam phân phối này nó rất là hay, cái là nó đo được cái áp suất lốp của chúng ta và tự động tới 2,4 kg là nó sẽ tự động ngắt. Rồi thì chúng ta chỉ cần là mở cái này và xong. Cái bộ vá lốp khẩn cấp này nó rất là nhỏ gọn, thì các bạn thấy nè, nó nhỏ hơn cái điện thoại của Tài luôn. Riêng cái bơm lốp do ô tô Việt Nam phân phối này, nó có một cái chức năng nữa là rất là hay, là chức năng là sạc điện thoại. Thì đối với chúng ta khi mà chúng ta đi về quê hoặc là đi tỉnh hoặc là đi cabin, mà nếu mà chúng ta quên mang cái cục sạc dự phòng thì cũng có thể lấy bơm lốp của ô tô Việt Nam này để sạc dự phòng luôn. Nó rất là tiện dụng. Một cái tiện dụng nữa là khi mà các bạn đi vào trời tối á, thì chúng ta sẽ có cái trên cái bơm lốp do ô tô Việt Nam phân phối này nó có một cái đèn. Thì chúng ta có thể là bật đèn lên. Ví dụ như là có thể tìm được những cái địa điểm
mà bị cán đinh, hoặc là khi mà chúng ta cần sự cứu trợ thì nó cũng có một cái SOS ở đây. Ngoài ra, bộ vá lốp khẩn cấp của ô tô Việt Nam nó còn có những cái hướng dẫn sử dụng của chúng ta, thì đối với các bạn nào mà mua về mà quên cái hướng dẫn sử dụng thì các bạn cũng có thể đọc đây. Nó bao gồm cả bước 1, bước 2, bước 3 và bước 4. Và đối với một cái bộ đôi sản phẩm này nó khá là tiện lợi, cũng giống như là nhỏ gọn, có thể chúng ta sẽ bỏ nó trên vào cốp của xe máy rất là tiện luôn. Ngoài là xe ô tô, chúng ta khi mà đi trên đường bằng xe máy cũng có thể là bỏ cái bộ đôi này vào. Chỉ với bộ combo vá lốp khẩn cấp của ô tô Việt Nam rất là nhỏ gọn như thế này thì có thể là chúng ta an tâm về quê ăn Tết.